Katzen ja. Có không em? Có. Cái này có mấy cái này. Còn măng xanh nhỉ? Măng 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 tím, không phải măng xanh. Măng tím thì nó bé, còn măng xanh nó mới to. Lên trên đấy, nó có măng xanh.
túi nhỉ. Ừ. Chỗ này nó rộng lắm. Con nhỏ nữa bỏ đi. Em xem, nó có trong này không? Ừ, chết rồi. Không, chắc là cái đoạn gốc ấy. Xuống gốc rồi. Ừ. Non. Mỗi nhiều quá. Mấy cái đó? Ừ, một cái cao cao đấy. Một cái thôi à? Được rồi. Không cần cái này.
Mấy ít thôi. Mấy ít thôi. Chờ mấy lên đi. Trên chắc còn có nhiều. Mà công nhận hôm nay mưa nhiều lắm, mặt nhiều cả. Nắng này là mỏng mũi vẫn nhiều. Mũi nó dài. Mũi thế. Mũi thì sợ mũi gió thôi. Măng này mềm anh nhỉ? Ừ. Mềm, dễ bóc. Nhưng mà nó mỏng. Dễ cấy. Thế nữa mình để ở đây xong thì mình mới đi lấy tiếp nhỉ? Ừ. Cái này chắc không có ai chứ. Xếp rồi. Xếp vào đây đúng không ạ? Cẩn thận nó khỏi gãy, anh đi tìm. Nói đi qua mình thấy cây đây đâu rồi. Nhiều không? Gần đây. Nhìn cũng đầy tối. Em được cái to. Được cái to không? Được cái dịch to. Em đổ đi. Cái to thế. Còn măng to. Đây có một cái dây kia kìa. Được. Có đấy, chưa đấy em lấy cái này không nhỉ? Thêm nữa đi, thêm nữa, tí nặng. Đó, không nặng đâu. Không lại chắc đầy bao nhỉ? Ừ.
nóng quá. Về rồi chứ? Về. Mệt rồi. Chưa muộn rồi. Đi, về chứ. Bao nhiêu? 96 triệu à? 6 đây chứ? Đâu? 8, 7, 6, 13 đúng không? 56 56 8, 1 là 8 5 với 8 là 10 5 với 8 13 13 triệu 6 hả? Bật bên em đi, để cho bên em đâu. Thank you.
Thế này sôi phải một tiếng em nhỉ? Ừ. Em chơi kìa, xanh không một bóng mây, rất nọ bụ mày, mà nằm, mất nằm, mấy chuyện chẳng mất nằm, nó là bụ mày, mấy con mấy thằng, cái chung mục, tủ ăn có mấy người, khách mà không, mùa hè mưa nhiều quá thành ra là hết công việc hè. Làm cái này nhanh hơn mà. Ừ. Tí nó dễ khô hơn. Bây giờ thôi.
tí nữa nắng lên thì chuyển hình. Chuyển hình.